shopjgray.vn, số máy gặt an toàn, uy tín và chất lượng. Giao dịch tự động bao gồm vòng quay kim cương, có cơ hội nhận đến 9.999 viên kim cương chỉ với 20.000 đồng. Thử ngay vận may để nhận những ạc siêu VIP, đồng thời còn rất nhiều phần thưởng khác đang chờ đợi các bạn. Còn không mau truy cập ngay shopjgray.vn. Hello xin chào mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. J Gray đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video mới của mình trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay có tin vui rồi các bạn ơi, biết gì không? Nhìn cái hình này mà còn không biết là thôi luôn nha ba. Đó chính là Skibidi Toilet tập thứ 65, hàng thiệt đã có rồi các bạn ơi. Let's go. Thế cho nên ngày hôm nay vừa mới đi học về là mình đã mặc ngay cái áo Ronaldo vô. Bởi vì anh hai của mình đang đi học, anh hai mình gọi là J Gray. Về lại đi em, có tập mới. Không, mình nói giỡn á, thật ra là do thằng bạn mình kết đê nha mày nha. Nó kêu là J Gray, mày về lẻ đi, có tập mới rồi. Cái mình kêu à, ok, để tao ráng học lẹ. Nhưng mà cuối cùng vẫn phải học tới trưa mới được về nha mày nha. Ok, nhưng mà ngay bây giờ thấy gì đây không? Đây chính là khuôn mặt của thằng G-Man nè các bạn. Wow. Nhưng mà hôm nay không những chỉ có thằng G-Man mà sẽ có thêm ông nhà bác học, hay có nhiều bạn gọi là ông tiến sĩ nha các bạn. Thì nghe đồn là tập ngày hôm nay hai người này sẽ đi đối đầu với lại hai anh tài tình của chúng ta các bạn à. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi thì ngay bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu video liền rồi các bạn ơi. Chứ mình cũng thèm lắm mà mình muốn coi liền rồi các bạn ha. Mong là các bạn nhớ để lại cho video này của anh chị một nút like nha. Và những bạn nào lần tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký ở phía dưới để kênh của mình sớm đạt được 3,5 triệu người đăng ký nha các bạn. Đó chính là ước mơ của đại gia đình J Gray VN. Và cho nên là hãy bấm nút like để anh J không bị xem chùa nữa nha các bạn. Chứ kênh của mình vẫn đang là 99,99% người xem chùa nha các bạn nha. Đó là một con số quá là khủng khiếp các bạn à. Còn những bạn nào lần tới với kênh của mình thì đăng ký kênh để tham gia vào gia đình của mình. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu video thôi. Let's go em ơi. Ok các bạn ơi, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau coi Skibidi Toilet tập thứ 65 nha anh em. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi đúng không? Sẵn sàng rồi thì nhìn lên tấm hình này đi, biết đây là ai không? Sao mà biết được? Không coi anime sao mà biết đúng không? Thì mình nói luôn, đây chính là anh Gojo nha các bạn à. Đây là một cái anh mà được rất là nhiều bạn bình luận kêu anh chị để hình đi, em sẽ bấm like cho anh. Em sẽ kêu tất cả bạn bè, người yêu cờ rết của em, dòng họ em bấm like cho anh đó nha. Anh để hình cái anh này. Thì hôm nay anh để hình anh ấy rồi nha. Các bạn nhớ bấm nút like nha. Thấy anh đang làm gì không? Anh cũng đang bấm nút like đó các bạn. Hôm nay nhớ bấm like nhiều để ủng hộ cho Titan cameraman của mình nha. Còn bây giờ thì vô coi video nào. Let's go. Đấy. Tập này là tập thứ 64 trước các bạn ơi. Ghê. Skibidi Toilet phiên bản máy hút bụi kết hợp máy rửa chén. Ê bro, mày lão hả con? Mày đừng đồ bắn mày nè. Mày vô bệnh viện đi. Tay tình cameraman mãi đỉnh. Let's go. G-Man kìa, G-Man nó bỏ đi. Ê, theo như hôm bữa bạn Bùm phân tích á, thì có thể là trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra ở căn cứ cameraman. Cũng chưa biết nữa, bây giờ đi coi thử cái đã. Ui, quả bơm nước miếng. No, God, please, no, no, no. Mày nước miếng không con, cho mày xả nước nè. Đúng là đại ca loa độ, tốc độ cao thì cái chứ. Ôi, để anh. Ôi. Hôm bữa có nhiều bạn bình luận là anh James, cái lửa xanh này nó không chỉ là 2.000 độ C đâu mà nó lên tới 3.000 độ C nữa đó anh James. Trời ơi, 3.000 như thế này mà đốt thằng G-Man là tới công chuyện nha bạn. Yên tâm đi, đại ca mình vẫn còn sống mà anh em. Đó. Let's go baby. Đây, tụi Skibidi Toilet. Máy bay hả? Cho chết liền. Một nút like nào các bạn ơi. Đại ca mình cũng đang bấm like rồi. Bây giờ đại ca là speak comment go. Đi thôi người anh em. Ok đi. Đấy, anh hai đâu, phu anh hai. Rồi, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập Skibidi Toilet thứ 65. Đợi nguyên tuần mới được coi cây thì cái chứ. Dạo này anh hai làm lâu ghê á. Nhưng mà được rồi, cùng nhau vô coi với mình cho các bạn nha. Bấm nút like nha các bạn. Let's go. Vô. Này, tập mày chắc phê hôm nay. Wow. Yeah. Wow. Tập mày chúng ta bị thua rồi. No bro. What?
Tụi Skibidi đang đi ở đâu? Ở khu này khu ảo cát của ăn cứ tụi nó mà. Thằng nhà mắt học kìa. Thằng G-Man quay trở về căn cứ. Hình như là tụi nó chuẩn bị đối đầu với hai anh tay tình đúng không? Đúng luôn. Let's go. Trận này hơi bị gắt nha bà con. Wait a minute. Ông nhà bắt học, ông bỏ thằng G-Man lại rồi. Let's go. Cái máy tính mình nó bị hư gì cái điều này luôn các bạn. Được. Nhìn cái mặt của nó kìa. Rồi xong ăn bánh tô cơm, ăn bún tô cơm rồi. Let's go em ơi. Mày tới công chuyện rồi con. What? Nó điên rồi các bạn ơi. No, đại ca, đúng rồi, lấy khiên đỡ lại. Ui, đại ca nó đổ vô. Ha, mày sao? Đánh lạc hướng đó, xả nước. Let's go. Headshot. Mày hả con, sống âm nè. Ui, chưa xin về với đó luôn, nó chào ơi. Cái cảnh này quen quen. Bro. Xả nước mày nào. Woohoo. What? Sao nó không chết? No. Xả nước nó không chết luôn kìa. What? Anh giúp nhau đi. Đúng rồi. Mày ăn búa đi con trai. Come on. Mày ăn búa cái nữa nè mày. Let's go. Wow. Wow. Shoo. Let's go baby. Ôi, mạng né trâu dữ vậy trời. Oh my god. Cái này đúng là cái mình đang muốn nè các bạn ơi. Trả thù cho anh Titan TV Man. Shoo. Coi tiếp. Lẹ. Coi tiếp. Ui, nó bị mù hai con mắt luôn rồi các bạn ơi. Tiêu nguyên tử đây rồi. So, let's go. Phê thật sâu. Oh my god bro. Ăn tiêu nguyên tử 3000 độ C. Wait a minute. Cái gì đây? Cái này đâu phải là thằng G-Man. Nhìn nè mọi người. Như là một con robot vậy đó. What? Một thằng Skibidi khác hả? Oh no bro. Ê no. Đại ca Titan Cameraman. Oh my god bro. No bro. Đại ca nó đổ. Đại ca nó đổ có sao không? Ê, đại ca Titan Cameraman kìa. Hình như có vẻ anh ấy đang khá là bất ổn các bạn ơi. Những ngày xuống nó bắt đầu rung rung rồi. Let's go, let's go. Vẫn bấm nút like. Anh ấy còn sống nha các bạn nha. Game là gì? What? Tại sao anh đưa nút like thì anh còn vậy nữa bạn? Có nghĩa là anh sắp lên đường hả bro? No. Oh my god. Oh my god. Đây chính là một cái bẫy của tụi Skibidi Toilet các bạn à. Thằng G-Man đó là thằng G-Man xạo. Hèn chi ông nhà bác học ông bỏ nó lại các bạn. Cùng nhau coi lại nha các bạn nha. Hãy bình luận chứ ok để coi lại nha các bạn. Không bình luận vẫn coi. Wow, tập này hay thật chứ. Đúng phải luôn. Thôi combo như phim nhỉ. Được, vô lẹ đi chứ còn gì nữa, nó nhiều quá. Ok, let's go. Vô. Nè, bắt đầu nha bà con. Mới vô, hai anh camera bị cái thằng Skibidi Toilet phiên bản cảnh sát biết bay này tiêu diệt. Khúc này nó không tiêu gì chúng ta là mình nghĩ là bởi vì nó đã hết đạn rồi các bạn à. Nó bỏ đi nè, nó cho chúng ta ngồi đây quay phim. Và đây chính là căn cứ của tụi Skibidi Toilet. Đây là ông nhà bác học nè. Thằng G-Man giả quá chứ vậy. Ấy mà mình nhìn thấy kỳ kỳ nha. Các bạn nhìn cái con toilet này nè. Nó nhìn thằng G-Man với ánh mắt rất là kiểu kiểu hai tao chứ mày bỏ mày đó con. Thấy không? Thằng G-Man quay về chứ mày kêu anh em chuẩn bị tiêu diệt hai thằng tay tình với tao. Cái mấy thằng toilet kìa. Tụi tao tính sẵn hết rồi. Let's go. Đó. Cái mặt của nó. Tạm biệt người đêm.
Kiểu này là ăn 3 tô cơm, ăn 4 tô cơm, ăn 5 tô cơm, ăn 6 tô cơm rồi. Rồi, giờ nó điên đồng đội nó quay về trả thù chúng ta các bạn. 6 tia laser mà cái khiên vẫn đỡ được luôn. Titan Speakerman nhảy qua lộn bắn mấy viên. Ôi, ăn cái súng laser này đi thằng quỷ G-Man. Mày hả con, ăn súng bam đi con. Rồi hồi nó láo không? Xả nước đó nhưng mà không xí nhê. Bro, làm sao mà có chuyện một thằng toilet mà xả nước không chết? Wait a minute, hay là đây là một cái đồ xả nước giả? Ơi, đại ca nó đồ mày bắn tê quá. Lấy tay đỡ lại. Mày dám quýnh em tao? Mày dám quýnh em tao hả mày? Mày ăn thêm cái búa lần nữa đi con. Mày biết sợ là gì chưa? Nắm đấm. Yo, let's go. Oh my god bro, mình coi mình phê thật sự các bạn. Đấm đấm tới công chuyện luôn. Oh my god. Lấy khiên này đỡ được hết luôn nè. Mày hả bởi. Nice. Let's go. Tiêu nguyên tử. Let's go. Mày sao? Ăn tiêu nguyên tử 3000 đủ C. Nhưng mà đây không phải là thằng G-Man thiệt, mà đây chỉ là một thằng G-Man giả mà thôi các bạn. Nhưng mà mình đang thắc mắc là một thằng G-Man giả như thế này sao lại mạnh dữ vậy trời. Cây thì cứ chứ bị lừa vô chỗ bơm rồi. Một anh chạy đi, một anh lấy khiên đỡ. No bro. Đại ca lo đổ, anh có sao không? My god. Và đại ca Titan Cameraman thì bị trọng thương rất là nặng luôn các bạn. Coi kìa, cái này của anh nó bị nứt ra, nó mới sắp bể rồi các bạn ơi. Ai ơi, còn cái súng này nó còn lắc sắp hư nữa nè. Các bạn thấy chưa, trong lúc mà đại ca của mình chuẩn bị lên thiên đàng thì đại ca của mình vẫn để lại cho mình một nút like các bạn à. Cho nên ngay bây giờ các bạn hãy để lại cho video này một nút like nha các bạn nha. Ok, để giúp cho đại ca của mình sống đi. Bro, tại sao đang đưa like mà còn vậy nữa? Đau tim quá. No, anh hai, em ghét anh. Anh hai đau vu sao anh làm gì với em? Ôi không chơi nữa đâu. Cái gì đây? Lựa một cái đầu đúng. Câu này mà còn hỏi chắc chắn là câu B nha mày nha. What? Nhưng mình đang khá là thắc mắc là tại sao thằng kia nó không phải là G-Man mà nó mạnh tới như vậy các bạn. Wait a minute bro. Anh này là anh Speakerman đen tối nè. Tìm một anh Speakerman cỡ lớn khác biệt nhất ở đây. Ê không may giờ, ví dụ như giờ vậy đi, giờ hôm nay mình không sai câu nào, không may cho đại ca của mình có thể được hồi phục đúng không ta? Đó chính là anh Titan TV Man các bạn à. Ba anh kết hợp thì may ra mới cưng nổi cái tụi này. Ủa ok, mình chọn luôn đây nè. Đây nè, anh đây nè. Phải không? Let's go. Anh này mất cái loa. Rồi, ghê chưa? Ghê chưa? Quiz number 3. Which correct head? Câu này còn hỏi nữa. Câu số 3. Ui, chúng mới được gặp lại anh Titan TV Man rồi nè các bạn ơi. Coi nè, liệu có phải không? Let's go. Đại ca, đại ca TV Man, chúng em cần anh. Tìm mấy điểm khác biệt. Oh no. Úc 1, 2. Thấy rồi, đây nè. Đầu tiên ở đây có một cái nút bên đây nè, đó, 1 nha. Ở đây là có một anh cameraman nhưng ở đây không có nè, đó, đây nè, đó, 2. Và dưới đây là có đống rác, bên đây thì không có nha mấy nha, 3. Let's go. Xưa là số 5. Tìm một cái đầu đúng ở đây. Câu C, Skibidi Toilet Obama Tổng thống. Quá dễ. Trời, sao giờ nhìn mặt G-Man mình ghét chưa trời. Hơi bị ghét nha. Đó chỉ là một cú lừa cái bẫy thôi. Tìm anh cameraman Kirito khác biệt nhất ở đây. Chính là anh này. Quá dễ, nhìn vô biết liền luôn. Tại vì anh có cái đèn màu vàng nha các bạn nha. Hồi nãy giờ mình chưa sai đâu nha bạn. Số 7.
Đâu là cái đầu đúng hả? Câu C. Cái này là mấy tập đầu nè. Mấy tập đầu mà mấy hàng Skibidi nó biến đổi thành G-Man nè các bạn. Nhìn ghét thiệt cái chứ. Tìm mấy điểm khác biệt ở đây. Oh what. Ui mới tìm được có 2 điểm mà các bạn ơi. Đầu tiên là một anh cameraman ở đây. Ở đây là một cái vệt đường ở đây nè đó. Rồi thôi thua rồi. What. Ở trên đây nó có cái cục này hả? Kiểu này là hết cú anh tài tình cameraman rồi. Câu C hay câu B ta? Câu B nha bạn, câu B. Câu B á. Câu C là ở cái chỗ nó sáng lắm. Câu B là chỗ tối tối. Đây nè, Slender TV Man nè. Sao mà hôm nay không mấy tập TV Man đâu á ta? Tìm anh Speaker Man khác biệt nhất ở đây. Đây, anh này. Anh này không có mấy cái nút màu đen đen xung quanh. Anh này nè. Quá dễ. Quiz number 11. Which correct head? Câu B. Đơn giản vậy thôi mà còn không trả lời được. Nhìn buồn quá bạn ơi. Anh Titan TV Cameraman của chúng ta ăn lựu đạn rồi. Mà anh Titan Speakerman ở xa tới như vậy mà vẫn bị thương nha các bạn nha. Không có giỡn đâu. Tìm mấy điều khác biệt hả? Ok thấy rồi nè. Đầu tiên ở trên mái nhà này nè. Ở đây nó có cái hiên nhà, ở đây có cái mái nhà, bên này không có nha. Tiếp theo là cái tay màu đỏ, bên đây là màu xanh lá nè nọ. Và cuối cùng là ở đây có một cái camera và bên đây thì không có một cái cameraman nào. Let's go. Ok nãy giờ mình sai một cái rồi nha mang nha. Tìm một cái đầu đúng ở đây hả? Câu C nha bạn, Skibidi Toilet ông già. Rồi lát nữa bị thằng con báo đời nó báo nè. Nhìn tụi Skibidi này cay thì cái như. Tìm anh cameraman khác biệt nhất ở đây. À thấy rồi nè. Anh này nè, anh này có cái áo màu xanh nè. Còn mấy anh này thì cái áo màu nâu nâu đỏ đỏ nha các bạn nha. Bây giờ mình chọn anh này. Nếu có đúng không? Sao mà không đúng được. 15. Ui cái này giống nhau vậy. Này chứ không phải cô C đâu. Mình nghĩ là cô A. Let's go. Đúng luôn. Cái này là tập này hình như tập 2 sao nè. Skibidi. Tìm 3 điểm khác biệt của anh cameraman Kirito. Cái đồ xả bồn cầu, cái đèn. Ok thấy rồi nè. Đầu tiên ở đây không có cái đèn, ở đây thì có cái đèn. Tiếp theo ở đây nó có cái đồ xả bồn cầu. Thì ở đây anh cameraman Kirito này không có cầm gì hết, là 2 cái. Và cuối cùng là ở bên góc bên đây nó có một cái đèn nhỏ nhỏ ở bên đây. Thì lại không có nha. Quá dễ. Rika. 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 Cô C nha bạn. Không có đâu cô B, mình lừa bạn ơi. Rika. Tại sao mà mình nhìn lại cái khung cảnh đó mình buồn dữ trời. Ti nguyên tử lúc trước. Thấy ngày xưa nhẹ nhàng tình cảm không? 18. Tìm cái khác biệt ở đây hả? Oh my god bro, what? Đây. Cái anh này nè. Mình mới giờ mình nhìn thấy cái anh này là mình thấy khác biệt nhất luôn. Cái anh này không có mấy cái nút màu đen đen nha các bạn nha. Mình nhìn khó lắm luôn á các bạn. Tự nhiên mới giờ mình nhìn anh này mình thấy khác biệt cái bên luôn. Ok, rồi mình sẽ chọn anh này chắc chắn anh này. Let's go. 19. Chắc chắn là câu B nha các bạn nha. Skibidi Toilet ăn trộm con A. Con A. Mình nói giỡn hả con A. Oh my god. Wow. Họ đang trộm cái mắt kiến nè. Mà giờ tới đâu để mắt kiến ở đâu. 20. Tìm mấy điều khác biệt.
Thấy rồi, đầu tiên ở đây nó có cái tên lửa nè, ở bên này không có nha. Tiếp theo là trên máy bay này nó có tới 6 quả bom đúng không? Mà máy bay này chỉ có 5 quả bom mà thôi, thiếu một quả bom ở đây. Và cuối cùng là ở đây nó có một cái cây dừa, thấy cây gì nè, ở bên này thì nó lại không có cái cây đó nha các bạn. Chính xác 100% rồi nha các bạn nha, let's go. Nhưng mà trước khi bắt đầu kết thúc video này, mình phải coi lại khúc đó mới được. Này nè. Thấy gì chưa? Đại ca của em. Cây thì cái chứ. Mong là tập thứ 66 đại ca anh hai đa phu của mình đừng làm chuyện này nữa các bạn à. Anh ấy chỉ làm nỗi đau chúng ta mà thôi các bạn. Oh my god bro, hết tập thứ 64 mà làm cho mình đau tim rồi, bây giờ tập thứ 65 là đau tim thật sự luôn nha các bạn nha. Trái tim mình bây giờ là vụn vỡ rồi các bạn. Mong là các bạn hãy thương cho anh chị bằng cách để lại cho video này một nút like ủng hộ cho anh chị nha. Còn những bạn nào là tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký ở phía dưới, cùng nhau hãy bình luận phía dưới là chúc anh cameraman Titan cameraman và anh Titan speakerman sớm hồi phục và Titan TV man sẽ quay trở lại chúng ta đã tập thứ 66 nha các bạn. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai, hoặc là ngày mai mình không quay trở lại bởi vì mình đã trở thành J Gray Sad Boy các bạn à. Bye bye. Yeah.